Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6, 7 doanh nghiệp Việt Nam tại Nga đã tham gia hội chợ quốc tế hàng bán buôn bán lẻ tại tỉnh Kursk với tên gọi Hội chợ cội nguồn Kursk lần thứ 9. Kursk là một tỉnh miền trung nước Nga, nằm cách thủ đô Moscow gần 600 km về phía nam, có thế mạnh về sản xuất nông công nghiệp. Bên cạnh đó, Kursk còn là trung tâm bán buôn bán lẻ nổi tiếng với số lượng các trung tâm buôn bán chỉ đứng sau thủ đô Moscow. Từ năm 2001 đến nay, Hội chợ cội nguồn Kursk được tổ chức thường niên tại thánh địa Koreneya của Kursk và luôn thu hút được sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp của Nga và nhiều nước trên thế giới. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga là đối tác chiến lược, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và mối quan hệ này ngày càng được củng cố thông qua sự hợp tác kinh tế, thương mại và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam lần này không ngoài mục đích đó. 7 doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia hội chợ lần này thuộc các lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ. Đây là lần thứ hai các doanh nghiệp Việt Nam đem đến hội chợ cội nguồn Kursk các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu như gạo, chè, cà phê, hàng mỹ nghệ Mechaydan cùng các mặt hàng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ngay tại Nga. Gian hàng Việt Nam được trưng bày trong một không gian rộng, đẹp mắt và độc đáo. Đông đảo khách hàng bị thu hút không chỉ bởi các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh tế và đẹp mắt mà còn bởi nét đẹp tiềm ẩn của phong cảnh táo dài Việt Nam. Ngay trong thời gian diễn ra hội chợ, nhiều hợp đồng của các đối tác Nga với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ đã được ký kết. Trước đó, đoàn đại biểu Việt Nam do Đại sứ Bùi Đình Dĩnh dẫn đầu cũng đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo chính quyền tỉnh, thành phố Kursk, Phòng Thương mại và Công nghiệp Duma của tỉnh, đến thăm một số cơ sở sản xuất kinh doanh lớn ở đây. Tại các buổi làm việc này, lãnh đạo chính quyền và các doanh nghiệp tại Kursk bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam, nhất là các mặt hàng như gạo, cao su tự nhiên, cũng như chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động kinh tế của địa phương trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất và chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng.